các con, buổi học ngày hôm nay của chúng mình thật là đặc biệt bởi vì có rất nhiều các thầy giáo và cô giáo ở các trường bàn cùng về hoặc tham gia về hoạt động khám phá với lớp chúng mình ngày hôm nay đấy. Các con cùng vỗ một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón các cô đó. Và ngày hôm nay cô cũng đem đến cho các con một điều bất ngờ, đó là cô đã mời về cho lớp chúng mình ba vị khách mời rất đặc biệt. Để biết ba vị khách mời đó là ai, chúng mình cùng chào đón nào. Tản ra đi con. Đi sang bên đi đi. Mắng cái được, chứ đồ mắng cái được lắm. Phải mượn chứ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con vừa được đến tham quan với những vị khách mời rất đặc biệt đấy. Bây giờ cô mời cả con cùng về lớp để kể cho cả cô và các bạn cùng nghe về chuyến tham quan của mình nha. Cô dạy. Con ngồi xuống. Cô có những phương tiện giao thông gì đấy nào? Xe
quạt được chứ. Này. Bảo là Thank you.
cái dạng tiếng này. Cô mến Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chơi nhé. Anh chị cổ như con đi lái. Thank you.